Hello mọi người nha. Nay anh em mình làm công việc nhà đi trồng mì mọi người ơi. Đóng mì giống của anh em mình nè, sáng giờ trồng được cũng nửa đếm này rồi. Đếm này đất của người ta nha mọi người, không phải đất mình nha. Anh em mình không có tiền không có đất đâu. Đó, em đất anh em mình trồng mì em đất đây nè, mì giống bữa giờ anh em mình làm nè. Vừa xong trưa nay thì có ông anh ông tặng hai con vịt. Chào mọi người, cái Cái nhà nha. đang có ông anh ông tặng hai con vịt. Trưa nay anh em mình ở lại làm hai con vịt nấu ăn nha. Đây là cái trại cũng không có người ở mọi người, nên mình nhóm lửa đây nè, lửa nấu ăn ở đây. Chạy chạy bỏ lâu rồi không có người ở, mấy anh em đang về mà. Đất này là người ta cho mượn để trồng mì nha, cũng được nửa đếm rồi mọi người. Mấy anh em đang thui cho nó sạch lông nha. Cái con này anh em mình chặt ra ướp treo nướng nha mọi người. Mình bây giờ nó ngưng mưa rồi, bây giờ bắt đầu gió lớn. Anh đi ngồi không rồi ăn nè mọi người. Sáng giờ Hữu Đàn đi chợ nhà làm gì đây? Thật rau hả? Thật rau làm cái canh đó hả? Ở đây. Ủa cái canh có rau răm đó hả? Thì ai ăn rau răm thì ăn có chim. Chắc là ra thịt nhiều mà giỏng hả? Mình nướng là nhìn nó chảy mỡ là nhìn thấy đẹp quá ha. Luộc làng hết nhiêu đây thôi đủ rồi. Hai con hả, ăn hết không? Chặt kia nhiều ấy. Chọn hả? Còn chọn gì nữa đâu? Ăn tới không? Hai cải đốt mà nó chín giờ. Ai kịp tới không? Ủa gia sư nè, đâu đây? Nhà dưới đậu. Được rồi, gì lâu nay đi núi giấu không mang đi. Về cũng mới mà. Thế mới mài nhưng mà có lâu rồi đúng không? Không có dầu ăn uống đâu. Không qua cũng thèm quá. Ướp hành tèo, ướp có hành củ luôn hả? Đó nha, hành củ. Thơm. Ướp chèo nè. Chèo hả? Chèo nha nè. Hành tèo ướp. Mấy anh em cũng không thích làm.
em tụi mình vừa làm xong món tiết canh nha mọi người. Đây nước thịt nướng bên này. Này mình ngồi giữa đồng ruộng luôn, đếm mì luôn. Ngồi giữa đếm mì giống luôn. Trời hiện tại là gió rất là to. Giờ Hữu đang nướng vịt nha. Mở đại nữa. Vịt nút treo. Vô. Đây bỏ biển dưới á. Bây giờ anh em mình làm cũng cái tuần rồi, bữa nay giải lao một bữa nha. Em thủy tên gì ta? Thủy Xỉn. À Xỉn. Giờ anh em mình mắc trồng mì cũng chưa tên quay video bữa chỉ lần đầu tiên có tháng này còn mấy ngày nữa, cũng 5 ngày nữa nước mình chuẩn bị xong lại quay cho mọi người xem. Nên mình làm vài lon bia cho mát nha mọi người. Này có khách mời đặc biệt chủ đất. Ok chưa, thấy chưa? Tiết canh nó cứ nghe mọi người cũng được. Nhìn cái màu đấy, ít quá, ít tiết á. Đang đèn nó cho đèn hồi hết mớ rồi mà. Tiết đó đâu lấy. Bên kia. Coi ở các mạng không? Tôi chế cho nửa chai nước mắm à. Hết tiêu. Hơi mặn á. Hơi mặn hả? Nói chung cũng được. Không ngon. Đủ cái gai mắc mèo á. Lấy cũng bỏ những cây vô nữa. Anh đúng á. À, lấy rau bỏ vô thơm ăn nè. Cũng được. Chứ không ngon. Đâu. Ngon. Tại hồi giờ không biết làm cái này. Mẹ hết sẵn rồi hả? Ăn anh ăn bình thường đó. Xúc rồi, xúc. Đang nướng hả? Ướp mà sao nha. Bê ơi. Ừ, người ta bằm phải xúc lần nữa đi. Bằm ấy lắm bây giờ sao? Thôi ăn trong đó luôn đi ra diễn chi bày chi tốn kém. Chiều bước gặp ra bao dũng mồm rất là mà rất là. Mở trong bao xong dũng á mai núm xúc gấp sốc luôn. lên miếng thôi. Đây thiếu gì nữa không? Chiêu hả? Ớt. Ớt chim có bị ớt chim ở đâu râm. Vậy nè. Ớt nè. Rồi đó, nãy giờ. Nãy đâu cái bà bớt đâu. Ta trái ớt chim ơi, có ớt chim nãy quay đó. Thì cắn thôi. Này có ớt chim nè. Cắn phải rồi, thiếu hành. Có hành tím nữa, hành tím. Cái này phải có hành tím nữa. Nãy quên. Vì vẫn ngon rồi. Nãy băm hành tím sao tự nhiên đổ ụt vô kia hết. Dạ, mà hấp tôi coi nó đang. Tưởng tượng gì mà chín rồi ăn thử rồi lòng nách không anh là em mới gì thôi vậy mà có lần dịch tập á nhưng mà nó mặn xịt hè. Nhưng mẻ này vừa ăn rồi.
mấy bữa Tết rồi á, thịt đồ ớt á. Đồ mấy cái kè đâu rồi? Nhìn không quên đó. Trên đây nè, trên đây nè, đấy anh bỏ lên trên đây. Đây đây đây. Kéo được kia bé mà. Xong rưới nước mắm ớt mỗi lên ha. Thịt vịt cũng chín rồi. Mời cả nhà nha. Ai đang? Đây thịt đùi vịt này. Lẽ đùi tao. Cái đó cũng đây. Ốc chèo nó có phần mùi bị chèo nữa. Ăn vừa ăn nó ngon lắm luôn. Đây cái tiếp mình ở nhà mình mang theo. Kè tím non ăn nó có vị ngọt nha mọi người. Ráng em rồi, nó chọn lắm. Con vịt mà 2-3 ký mà có 100 ngàn à. Dở ăn không không có bị. Nhỏ không ngọt kìa. Cái này nhặt nhỏ nhỏ ra nha, xong rồi xào xào ớt cái xong rồi kêu chim đi lên. Đấy quá. Nó tại mình nó săn lại lúc mình xào nó săn lại không á. Đã. Ngon quá mọi người. Giờ anh em mình cũng mới tiến xong mới dịch nha mọi người. Cũng còn ít mà hết than à. Cũng còn vài cục à, hai con vịt này giờ còn có như đây. Cũng hết than rồi. Này ai dĩ ăn no say rồi mà. Giờ nghỉ sắp chiều anh em mình cày tiếp nha mọi người. Giờ chúc rồi. Thôi video của anh em mình tới đây là kết thúc nha cả nhà. Thôi xin chào tạm biệt cả nhà. Mọi người có thấy hay cho anh em mình xin một like và lượt đăng ký. Tạm biệt cả nhà nha.